Xin chào cả nhà, tối nay Lan chia sẻ món cánh gà chiên với Coca-Cola nha. Mời bà con vào bếp với Lan, mời cả nhà. Ở đây Lan có chuẩn bị dầu hào, tỏi, bột ngọt, muối. Muối rất là ít nha bà con, chút ít đường luôn, đừng có để đường nhiều. Rồi bây giờ Lan để vô nha. Tại coca nó ngọt mà mình để đường nhiều quá thì nó ngọt ngọt quá. Rồi tỏi. Tỏi Lan chừa là một miếng chút xíu mình khử với dầu. Lan để vô 2 muỗng dầu ăn nha. Dầu hào nãy khoảng 2 muỗng ăn canh dầu hào nha bà con. Mình quậy lên cho nó đều rồi cái mình mới để gà vô, mình ớt. Giờ mình để gà vô. Cái này là Lan mua 1 kg gà nè bà con. Rồi mình để ở đây cỡ nửa tiếng sau đi nha, mình mới nấu nha. Để đây cho nó thấm. Cái chảo nóng là Lan để dầu ăn vô nha. Lan để tỏi vô. Xào cho nó thơm lên gì là được rồi nha bà con. Rồi đang để cánh gà vô. Mình xào gì cho nó thiệt là thấm cái cánh gà, mình để coca vô nó săn cái cánh gà lại. Rồi mình để coca vô. Rồi nãy giờ Lan xào khoảng gần 10 phút nó săn cái cánh gà lại rồi nha. Bây giờ Lan để coca vô. Để vô nó nổi bọt lên. Quả giống như bia nha bà con ạ. Cái này Lan để hết một lon luôn nha. Hết một lon luôn.
cái nước trong cái thau nó làm để luôn nhé. Cái ga nó còn nên cái nó có bọt nha. Cái bọt coca để hồi coi nó lặn xuống bọt nó mới hết được con này. Tại cái chất ga nó còn, cái bọt nó dậy lên. Bây giờ mình phải hớt nó đi. Quá trời, nãy giờ nó chưa có lắng cái bọt xuống đây nè. Hớt bọt. Đó nãy giờ nó coca nó tan bọt rồi đó bà con, với mình cũng hết hết một số bọt rồi. Bây giờ còn một chút nữa thì mình hết thêm. Rồi bây giờ mình nấu lửa riu riu gì hoài cho nó sắc lại, nó cái cánh gà nó phải sắc lại sệt sệt nó mới ngon nha bà con. Lan để vô chút xíu nước mắm nha, ít thôi, cỡ một muỗng ăn canh thôi bà con đó. Để vô cho nó ngon, hình như cái gì cũng khoái nước mắm vô nó thơm bà con. Có bọt thì mình hớt nữa nha, ví dụ mình thấy bọt thì mình cứ hớt. Rồi tiếp tục nấu. Để làm nếm thử rồi nó sao nha. Nó ngọt ngọt mặn mặn của cái vị dầu hào ngon lắm bà con, ngon. Nó giống như là cánh gà kìa của mình nước dừa vậy đó, mà nhưng nó thơm cái mùi coca nó khác hơn một chút xíu. Này nấu cho nó sắc thiệt mà sắc lại nữa. Cái lúc này phải đứng ở đây, đừng có quên mà đi ngồi mình mà quên bỏ đi đâu là hồi nó khét nha bà con. Nhớ là cái lúc này là lúc quan trọng rồi đó, nhớ đừng có đi đâu. Tại cái lúc nó sình sệt là gì nè, mới ngon nè đó. Nhiều khi mình nghĩ là mình đi đâu chút xíu à, nhưng chút xíu sau lại là nó khét hết rồi đó. Rồi bây giờ được rồi nha, Lan gấp nó ra dĩa. Lan đã có sắc sẵn một dĩa rau cải, bây giờ Lan gấp nó ra nha. Lan đã chắc xong rồi nha, bây giờ Lan chế cái nước sốt lên. Ngon hay không cái nước sốt này là bà con ơi đó. Chế lên. Hấp dẫn quá. Đang để hành ngò chứ nó bên đó lộn hành mà rí vô. Xong rồi nha bà con. Xin chào cả nhà, tối nay Lan đã chuẩn bị xong dĩa gà chiên coca cola nha bà con. Coca mời cả nhà ăn tối cùng với gia đình Lan. Wow, nhìn rất là ngon, nãy Lan có ăn thử rồi, ngon lắm bà con, ngon và hấp dẫn lắm. Bà con nên làm ăn thử đi. Tới đây Lan xin kết thúc phim. Bà con có yêu thích Lan nhớ cho Lan xin một like, đăng ký ủng hộ dùm Lan. Thành thật cảm ơn. Xin chào cả nhà. Bye bye bà con. Bye bye.